sở hữu Vario chỉ với 4 triệu đồng. Chỉ 2 triệu đồng nhận ngay xe phiên dịch, đầy đủ các phiên bản, đa dạng các màu sắc, với nhiều sự lựa chọn. Thủ tục chỉ cần căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, nhận xe ngay sau 15 phút xét duyệt hồ sơ. Hãy đến với xe máy Hà Đặng hoặc gọi tới số hotline để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.